12 con giáp đối chiếu trong Sơn Hải Kinh là những loài giả thú nào và chúng sinh sống ở đâu? Tý, con chuột, là thư như, được ghi chép trong quyển 5, Trung Sơn Kinh, từ núi Ti hướng về đông 30 dặm là núi Y Đế. Trong núi có loài giả thú có tên là thư như, nhìn giống sóc bay nhưng có tai trắng và mồm trắng. Nó xuất hiện ở đâu nơi đó dự báo có chiến tranh, sửu, con trâu, là ngao nhân, xuất hiện trong quyển 2, Tây Sơn Kinh, từ núi Phù Diệt hướng về Tây 220 dặm là núi Tam Nguy, đây là nơi ở của chim Tam Thanh Điểu. Trong núi có loài giả thú tên gọi là Ngao Nhân, hình dáng giống trâu, toàn thân màu trắng, đầu có bốn sừng, lông dày dặn mượt mạ, tầng, con hổ, là bạch hổ, được ghi chép trong quyển 2, Tây Sơn Kinh, núi Điểu Thủ Đồng Huyệt. Trên núi có nhiều hổ trắng và ngọc trắng, mão, con mèo, là loại, xuất hiện trong quyển 1, Nam Sơn Kinh, sống tại núi Đàn Ái là loài giả thú cổ quái lưỡng tính có hình dạng rất giống mèo rừng, ăn thịt nó dù không được trường sinh bất lão, nhưng giúp cho tâm trí con người được thỏa mãn. Thiên, con rồng, là ứng long, xuất hiện trong quyển 8, Đại Hoang Kinh, ở phía vùng đất hoang phía đông bắc, có ngọn núi tên là Hung Lê Chi Khâu, ứng long sống tại phía nam ngọn núi này, ứng long đã tiêu diệt si vưu và khoa phụ, nên không thể quay về thiên giới, do vậy Trần gian thường bị hạn hán những lúc đó, loài người sẽ bắt chước, theo hình dáng của ứng long để cầu mưa, trời liền sẽ đổ cơn mưa, tỵ, con rắn, là ba xà, xuất hiện trong quyển 7, Hải Nội Kinh, nổi tiếng với sự tích ba xà nuốt trọn con voi. Ba năm sau mới nhổ ra xương, sống tại Hồ Động Đình, ngọ, con ngựa, là thiên mã, xuất hiện trong quyển 3, Bắc Sơn Kinh, sống tại núi Mã Thành. Trong núi có loài giả thú tên là thiên mã, ngoại hình giống chó trắng, đầu màu đen nhìn thấy người liền tung cánh bay lên trời. Mùi, con dê, là phu chư, xuất hiện trong quyển năm, trung sơn kinh, sống tại núi ngao ngạn. Trong núi có loài giả thú tên là phu chư, nhìn giống hưu trắng nhưng có bốn sừng. Nó xuất hiện ở đâu nơi đó có lũ lục, thân, con khỉ, là cử phụ, xuất hiện trong quyển hai, tây sơn kinh, sống tại núi sùng ngô. Trong núi có một loài giả thú tên là cử phụ, hình dạng giống khỉ, trên lông có vằn, đuôi báo thích ném đá, hung dữ không nên tới gần. Dậu, con gà, là Phượng Hoàng, xuất hiện trong quyển 1, Nam Sơn Kinh, sống tại núi Đan Huyệt, trên núi có một loài chim nhìn giống gà. Toàn thân mọc đầy lông ngũ sắc hoa văn sạc sở, chúng tự do ăn uống, thường ca hát nhảy múa, khi nó xuất hiện nghĩa là thiên hạ Thái Bình. Tuất, con chó, là thiên cẩu, xuất hiện trong quyển 2, Tây Sơn Kinh, sống tại núi Âm, trong núi có một loài giả thú tên là thiên cẩu, hình dạng giống mèo rừng, có đầu màu trắng, tiếng kêu như mèo. Loài này thích hợp làm vật nuôi, mang đến may mắn. Hợi, con lợn, là ly lực, xuất hiện trong quyển 1, Nam Sơn Kinh, sinh sống tại núi Trường Hữu. Ở đây có một loài giả thú giống lợn, nhưng chân lại có móng gà gọi là ly lực. Tiếng kêu giống chó sủa, là dấu hiệu cho mùa màng tươi tốt.